Rồi, xin chào tất cả các bác yêu Đau Yêu đang theo dõi kênh video của loa toàn giải Hà Đông. Thì hôm nay em mới kiếm được đôi loa đồng trục bát 30 như thế này. Đó các bác, nó quá là tuyệt vời luôn. Nó là một tác phẩm tuyệt đẹp. Đó các bác như vậy à, quá tuyệt vời. Cho một đôi loa bát 30 xem nhé. Kinh khủng. Em tháo thùng ra em giật hết cả mình. Và các bác, cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay làm video này chỉ giới thiệu để cho các bác biết thôi. Đôi này rất là ít gặp nên là em đang để em chơi một thời gian đó, sau đó em mới bán. Nên là các bác nào mà quan tâm thì cứ chuẩn bị tiền nong đầy đủ. Đợi em trải nghiệm một vài ngày em sẽ đăng video bán cho các bác. Đấy, rất tuyệt vời, đầy đủ. Đấy, thằng Tây nó còn in cho cả một cái danh sách, cái thông số kỹ thuật đầy đủ của nó cơ. Tuyệt vời đấy, quá tuyệt vời luôn, không còn gì để nói nữa. Lại rất lạnh các anh em, nó phải có phải đến 20 cân nữa, 20 cân một chiếc mất. Nặng ghê gớm. Tuyệt vời các bác nhé. Đôi loa JBL, đồng trục JBL. Quá là hay luôn, quá là tuyệt vời. Em vừa trải nghiệm nó rồi. Trời ơi, chơi nhạc Tây với cả các loại nhạc khác thì không còn gì để nói nữa. Rồi, video này chỉ giới thiệu để cho các bác biết về đôi loa này thôi. Còn bán thì đợi em trải nghiệm mấy ngày nữa rồi em sẽ bán. Rồi, cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ để lại một like và một lượt subscribe đăng ký kênh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.